Chưa bao giờ mà màn Android kèm cam 360 lại hợp lý như bây giờ anh em ạ. Đây là màn Vinca S700 Pro, độ nét là 2K, RAM 4GB, bộ nhớ 32 và đặc biệt là kèm cam 360. Anh em biết giá của nó là bao nhiêu không ạ? Chỉ hơn 10 triệu một chút thôi. Đây phải nói là một trong sự lựa chọn cực kỳ tuyệt vời nhá. Sau khi mà lắp đặt hoàn thiện thì chúng ta sẽ có một cái màn hình Android như này anh em nhá. Giao diện rất là đẹp và đặc biệt là độ nét lên tới 2K. Đây anh em nhìn có thể này, màu và độ phân giải những cái đường sắc nét nó rất là tuyệt vời. Còn đây, mời anh em xem qua cấu hình nhá. À, ở đây thì chúng ta sẽ có phiên bản Android 10, anh em thấy chưa? RAM sẽ là 8GB, độ phân giải màn hình này 2000 x 1200 nhá. Chip sẽ là 7862 8 nhân. 4GB RAM và 32GB bộ nhớ trong. Đấy, còn đây chính là giao diện của cam 360, anh em thấy ok chưa? À, cam sau này tất cả mọi thứ nét căng, cam lề trái này, cam lề phải này, hai bên này. Đấy, anh em thấy nét không? Phải nói là cực kỳ nét. Đấy. Phía trước này, sau này. À, và đặc biệt ấy là nó sẽ tích hợp luôn cái khả năng ghi hình thay cho cam hành trình luôn, ghi luôn cả bốn hướng nhá. Thì đây chính là một trong những cái option mà mình nghĩ là rất ok để có được cái độ nét như thế này. Thì bộ S700 Pro này, ngoài cái việc màn hình độ phân giải 2K thì quan trọng nhất là cái hình ảnh của mắt camera. Toàn bộ mắt camera sẽ là Sony 225, tốt nhất thị trường và nét nhất thị trường bây giờ anh em nhé. Lắp đặt vào nó sẽ gọn gàng như thế này này. Đây là cam hai bên này, cực kỳ mỏng. Đây là cam lùi này và đây là cam phía trước. Anh em thấy chất lượng hoàn thiện ok chưa? Trên này chúng ta sẽ có đủ hết này, kho ứng dụng Google Play này, có Chrome này, có tất cả điều khiển vô lăng này, ra lệnh giọng nói Kiki này, rồi là dẫn đường Việt Map này, Google Map, Việt Map S1 sẽ có đầy đủ hết. Ngoài ra nếu mà anh em nào thích có thêm một cái tính năng nữa, đấy là tính năng giám sát và theo dõi từ xa, thì chỉ cần nhắn bên mình một câu thôi, sẽ có một phần mềm cài đặt và chính hãng do Vinca phát triển luôn anh em nhé. Thì thực sự đây là một trong những cái sản phẩm mà mình nghĩ là rất ok. Bây giờ anh em lắp một cái bộ, một cái màn hình Android thông thường thôi trên thị trường với cấu hình như thế này thì nó cũng đã phải ở tầm giá sấp xỉ 10 triệu đồng rồi. Thì không có lý do gì mà anh em không bù thêm một chút xíu thôi. Chúng ta sẽ có một bộ màn liền cam 360 như thế này và chất lượng thì tuyệt vời luôn. Về chế độ bảo hành của Vinca cũng rất ok anh em nhé. Chế độ bảo hành của Vinca sẽ là 24 tháng, trong đó trong 12 tháng đầu tiên sẽ là lỗi đổi mới, một đổi một, cứ lỗi là đổi mới cho anh em luôn. Anh em nào đang tham khảo về màn hình Android và cam 360 thì có thể cân đối và xem xét về sản phẩm này nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều.